công ty xẻ thịt cá voi 8 tấn để thưởng Tết cho nhân viên. Một công ty ở Trung Quốc bị chính quyền điều tra khi mua hẳn con cá voi 8 tấn về xẻ thịt chia cho nhân viên làm phần thưởng cuối năm. Trong video được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc hôm 5 tháng 1, con cá voi khổng lồ đang được xẻ thịt trước sự chứng kiến của nhiều người ngay gần căng tin một công ty ở thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây. Con cá lớn, thuộc giống cá Brit quý hiếm đang cần được bảo vệ do những người chủ của công ty trên mua lại từ ngư dân. Sau khi trở từ biển về, con vật bị giết và xẻ thịt công khai, thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Trong video, một đầu bếp được nhìn thấy đang mài dao trước khi mổ xác cá voi trong khi hai nhân viên khác cắt rời phần đuôi của nó. Những người chứng kiến cho biết thịt của con cá voi, được cho là vô cùng quý hiếm và đắt tiền, đã được chia cho các nhân viên trong công ty như một phần thưởng cho nỗ lực làm việc chăm chỉ, hết mình của họ trong năm qua. Những nhân viên này sẽ mang thịt về quê nhà để thưởng thức nó bên gia đình khi kỳ nghỉ Tết âm lịch của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 28 tháng 1 tới. Do việc săn bắt và buôn bán cá voi bị kiểm soát rất nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhà chức trách đã bắt tay vào điều tra làm rõ vụ việc. Lãnh đạo Cục Ngư nghiệp thành phố Tân Dư, trực thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết việc săn bắt, buôn bán và vận chuyển cá voi chỉ hợp pháp khi thương gia có giấy phép.